Mình hái bom sao kích hoạt bom này vậy? Let's go. Yeah. Bom. Rồi. Bom. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Sán kìa. Why? Đi là tự sán kìa. Why? Mà ăn đi ăn lộn nước rồi ba. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chơi một cái map gọi là RPG. Không khiến mày giới thiệu. Ba, cái này nghĩa là gì? Ai có thể giới thiệu không? Không quan tâm. Cái map này được làm bởi Hito Gamer phải không? What the fuck? Nó không khiến mày chi tiết gì đâu, mà chỉ cần chơi thôi. Phải giới thiệu chứ. À, giờ kia nó đang quay hả? Đây là cái map mà được yêu thích thứ hai trong game phải không? Ừ. Có nhiều người chơi đi trên PC rồi mấy hàng YouTuber cũng hay chơi thôi, cậy mở. Ê, mày nghe nhanh lên à. Vô lại đi. Sủa quá. Mày thích sủa không? Mày mới nói nhiều với ra kia. Người biết sủa là có thật. Ủa lên tiếp auto nè, có tem 2, tem 1. Nhanh lên tụi bay ơi. Sao mình tem 2 vậy? À tem Tuấn à. Quay lên. Ok, nào qua tem tao đi, vui lắm. Rồi, éo qua. Này. Sao mình tem 2? Ôi, em qua bên nó hành cái sao á? Điệt, đây này tao chơi hết rồi, mất dạy. Ôi, kìa mà team là chả được. Yeah, và các bạn đang trở lại với GTA 5 và cái map RPG, một cái map nổi tiếng. Và mình đang cùng với Yaki Natsumi, một tự, cái team 5 rap. Có ai giải thích luật chơi không? Cái này sao? Là mày lấy xe mày chạy lên đây rồi tao giết mày thôi, tìm cách giết mày. Xe máy nè. Giờ làm gì? Giờ lên xe rồi anh bay lên đây nè. Ok. Ok, để tao tìm chiếc màu nào nó đẹp phong thủy coi. Đánh nhau không? À đúng rồi. Báo hút nó đi. Cản nó lại Thanh. Cản nó lại. Lên. Thằng kia phải giết, thằng này phải giết lên. Bay. Rồi. Bom. Nó kìa. Bom. Đâu chưa? Vào đây đi. No. Để mày đi chơi kì. Mày thể hiện là Zaki. Zaki. Thả bom ấy, thả bom ấy. Ôi. Ủa sao không có bom? Mày rồi, tôi chó rồi. Minh Quang đang hay giỏi game nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Tuấn ghê hả? Tuấn luôn. Á đù. Ôi sao ta chết hẳn luôn à? Ừ. Gì vậy? Ê mày mà bên đời kia là mày chết rồi ông Zaki. Ủa cái xe khó điều khiển quá. Mày ngu quá. Đó đúng là kiểu anh Tuấn đang điều khiển cả cơ thể như một tay phế. Oh. Mày đâu hay mày đâu? Oh, xe hàng nằm bắn bể mẹ bánh xe rồi. Tao bắn bể đấy mẹ. Cái hàng gì nãy giờ khó điều khiển vậy? Nãy giờ. Thôi chơi đi, lên xe hồng cho coi nè. Mày đã thành. Em chết rồi mà. Ừ thì mày chết rồi, tao cho trái bơm mà. Nổ con mẹ. Ê, mày báo đánh nhau cho hai người đàn ông đi. Ok, đứng yên. Yên bà già mày. Mày hái bom sao kích hoạt bom này vậy? Let's go. Rồi. Bom. Sán kìa. Why? Đi nó tự sán kìa. Why? Ôi. Zaki mày làm gì vậy? Zaki nó tự sán. Óc chó à Zaki. Bom gờ mà. Tao có tiền. Rồi anh Tuấn đang gặp một thằng phế phẩm. Lên đây Tuấn ơi. Đù. Lên. Mày nhảy xuống dưới mày giết luôn. Ok. Ôi, nếu mày nhảy em rồi. Mình còn dưới. Xuống dưới mày chết liền đó cu. Lấy bơm, tao bơm ra rồi. Xuống dưới thì bảo xuống dưới có xe. Nó cho mình khẩu súng lục mình bắn cả đời, không chết được một thằng. Bây giờ mày phải đi xuống mày giết được hay sao á. Nè, mày chuẩn bị nè, xem ná. Đây. Ok. À, chúng ta sẽ cho bảo hả, ăn bơm. Ai cái đứa đây hay giỏi đi. Rồi chết. Rồi chết luôn. Chó. Ai phải đây. Winner. Yes. Giờ Zaki chả giết được ai ngoài tự sát. Đâu giết được không khí. Nhưng mà không sao, em có tiền mà lo gì. Continue rồi. Cho em chơi với. Đâu mà. Em là ai? Em là ai? Em là ai trong cuộc đời đây? Em từ đâu được đến này? Oh my god. Ok, tiếp đi được á. Em Vinh Thành là giờ đua xe. Tại đúng không? Khó phải. Mà nhìn ở trên trời là Hito kìa, là tên map đó kìa. Đi. Ê, có súng ngon rồi, À, đây là đổi map khác rồi, đây là trận thứ hai. Ở đây trận hai. Mình đổi ấy, mình là đua xe.
Đúng rồi. Adu. Minh Quang đi đâu ra vậy? Sao Minh Quang hết súng rồi? Thằng này. Gì? Thằng Minh Quang hết súng rồi. Thằng nào lấy hết súng? Ok rồi. Đây rồi. Thằng này đâu ra vậy? Chết nó ra anh ơi, chết nó ra. Tao này đâu rồi? Ôi chết tôi rồi. Đâu rồi? Anh quay chết chơi. Ồ, ngu rồi, bắn đi. Thanh niên nè. Cười người hôm trước, hôm sau người cười nè mày. Tao bắn mày nè. Mày chết rồi. Chết. Chết rồi. Bà ơi, bà ơi. Mày làm theo phong cách của tao. Mày bắn lên người mày thả xuống mày đi. Bay lên rồi thả người xuống mày giết. Ok, ok, ok. Thử làm đi. Bảo tao tin mày. Bảo. Vô vậy. Liếm đầu ba. Ê, thằng Quang, bắn em nè. Kích nó ra đi. Mày lên thả người xuống nhá. Mày phải hạ ở đấy. Mày không phải hạ, hiểu chưa? Chạy chạy chạy. Ô. Ô nè, ô nè, ô nè, ô nè. Rồi rồi. Bắn đi. Rồi. Yes. Yeah. Thằng nó sao vô được hay vậy ta? Kích nó ra đi, để anh xóa bạn với nó. À, nó chơi game được đúng không? Các bạn phải hiểu là tụi mình cần có thời gian riêng tư nên tụi mình không thể cho người ngoài chơi được. Rồi, kích nó ra đi thôi, đừng ấy, tại vì nó chỉ giúp anh có được cái nhà đó. Sẽ có một cái buổi là có với fan nên các bạn đừng có tự tiện vào để tụi mình chơi cùng nhau cho nó riêng tư. Kiểu vậy á. Đúng rồi. Đến 4 round rồi, 3. Ôi lại đến được mình rồi. Mình đứng đâu đây? Ủa, mất như lời rồi. Đừng có chỗ khác, đổi chỗ rồi nè. Ủa, mình nó súng nè anh. Bảo ơi. Em ghét team với thằng Bảo lắm rồi, ốc chó mà thôi. Đỡ hơn với Zaki. Ôi, sợ Zaki lắm. Đâu, Thành chết trước mày đạt. Ôi, xui xù. Bây giờ nó không ăn bơm mình. Nó ăn bơm mình, còn mình hả thì bắn nó. Đâu rồi, anh quăng bơm bọn em mà. Anh nói gì à? Anh ơi, bắn lên trên anh, ơi, bắn lên. Nó chết chết rồi. Bắn lên. Nó con cày. Bắn lên, đó. Không muốn mày đâu bảo nhá. Bắn lên. Đó, ngu nè, Bắn lên. Ôi, cố gắng lên. Không thể thua được. Bắn bảo đi, sắp chết rồi, Nếu mà không được mày tự sát đi bảo. Nó chết rồi. Đến cái này tôi sát ngay à. Ôi, tôi sát kìa. Thất bại tạo hóa. Bắt cần đời rồi. Thằng này thất bại tạo hóa rồi. Set up lại cái màn này. Đuôi. Bảo mẹ. Thằng Bảo chết thảm ấy. Ok, từ. Để làm sao kích thằng quen này ra đây. Em book man job cái. Từ, em sẽ đi ra lại. Thôi, giải tiếp đi xong hết game này rồi kích nó ra sao. Vui quá. Vui con mẹ. Yeah, vui quá. Ui cái quỳnh què em. Ok, tại đây Thành. Này cố gắng nhá, không chơi không nghịch ngu nhá, không ngu người đấy nhá. Mày ngu. Cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái đéo ấy. Cái cao ba gọi là cái gì nhỉ? Low ba là cái cái gì nhỉ? Cái gì quên mẹ tiếng Việt cơ mẹ. Lên sống đi, lên sống đi. Rồi. Rồi ơi, để tao lên ơi. Không phải xoắn, anh em mình là nhất, hiểu chưa? Độc nhất vô nhị. Ở đâu rồi? Bảo đâu rồi? Ê, Zaki. Mày không thể làm gì được tao. Ô! Em lộn sao lưng ra. Ô! Ô, bà này nè, phải không? Đi nhặt bom đi. Rồi, chỉ có bom mới giết được bọn này thôi, súng không làm được gì cả. Làm gì có bom? Làm gì có bom đúng không? Có không? Có. Không có à? Không. Ơ, sao Louis có bom nhỉ? Ta đây thắc mắc đấy. Ờ. Rau khác, rau cũ mới có bơm. Nhiều. Rồi, bảo rồi, trông dưới đây nè. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Trông dưới này, chết này. Bảo bảo gì mẹ ơi. Ngu điên. Ờ. Ờ, Thành chết rồi. Bắn nó. Thành chết lẹ vậy. Ta chết đâu? Sắp chết rồi, đang bắn nó nè. Chết rồi, bắn vô rồi mà nó đây, tập kết. Bắn Thành. Ê, đừng chết này. Đâu rồi. Kệ nó chạy kìa, nó chạy rồi. Ô, chết rồi. Yeah. Rồi. Game này đi không công bằng, ta không chơi nữa. Đâu nãy chứ băng lên cũng được mà. Rồi nè. Thôi mày có thể làm màn biểu diễn. Lao lên trời rồi thả người xuống. Ôm mô tự xét đi. Nó bị bánh xe đâu rồi. Sao vậy? Anh bỏ chạy rồi.
bắn mở cánh xe mẹ rồi, nhìn mẹ. Má nào bắn mở cánh xe tao rồi. Đâu má. Cái này. Đó, nằm luôn, chứ nào, chứ nào. Nằm con kia. Bắt đầu. Game mệt kêu mày, thì game mệt điêu không bảo. À, game điêu quá. Bắt đầu rồi. Bắn vô đầu đó. Anh cái quả này. Nó bỏ xe chạy tới người rồi. Bỏ xe chạy tới người rồi. Ơi. Đại đâu vậy bảo? Nè. Cố lên bảo ơi, mày bắn bay đi, bay đi chơi làm màn hạ cánh đi. Từ. Ơi. Đại đâu vậy? Đi qua thế giới khác luôn kìa. Hạ cánh đi bảo, bay lên trời làm màn hạ cánh. Ok, đi. Cái mày bán sao cho mình nằm ngay nơi chơi đi. Ôi. Mày ơi, mày không luôn đi. Ôi, nó nằm luôn kìa. Ôi, bắn cái xác đó. Bắn đi. Yeah. Còn coi mấy con chết nữa không ta? Ôi. Hai rồi. Rồi, ok. Mình 1800 luôn. Thêm mạng nữa nào. Mấy mày. Ơn hả? Cái cho cái chám này. Yeah, người chiến thắng. Để cho mình nằm ngay nơi chơi đi. Hả? À, để ủng hộ mình làm cái series này tiếp theo thì các bạn nhớ chia sẻ nha và chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại. What the fuck? Anh cho mình làm cái chào anh em đi. Chào.